Nữa này dưa leo với khoai. Có cà rốt nữa hả? Cái đó đỏ là cà rốt nè. Còn cái này dưa leo nè. Cái này là khoai tây. Trứng. Bữa nay là Chủ nhật à. Thì Pháp có Chủ nhật này nữa. Ngày mai là ngày mai chắc mới đi phát tập. Tập với viết. Mình chỉ làm thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật là mấy đứa nhỏ nó ở nhà. Còn ở dưới anh bảy thì người ta cho 14, 15, 29, 30. Thì mấy ngày đó thì mình nếu nhầm ngày thứ bảy chủ nhật thì mình khỏi làm à. Nếu dưới anh Bảy làm cơm thì mình đỡ tốn cỡ khoảng 300. Còn đồ ăn thì mình mua trứng, mua xúc xích là tốn có khoảng 200. Còn hộp xúc xích là 70. Trứng thì 50. Là tăng 120, tốn khoảng 120. Còn nếu mình tự nấu cơm thì chi phí khoảng gần 500. Có rau người ta cho sẵn đó, rau ở dưới ông Chính Gấu ở dưới chợ nông sản ông cho, mà ông này ông cho một lần nhiều lắm, cho một lần tới 50-60 ký. Mấy cái rau mà dư lại thì mình chia ra, mình để vô trong bịch rồi mình mang theo luôn, mình cho bà con luôn. Này cung điện mà khác là để cũng được nè. Cung này nè. Không khác cũng được vậy. Thì nó hơi khác á. Cơm này mềm mấy đứa nhỏ nó khoái ăn. Ăn không? Nấu tới hai nồi luôn hả? Để vô đại chứ đâu không? Hộp cơm bữa nay là có đủ thứ nè. Có cà rốt nè, có khoai tây nè, có dưa leo nè. Khỏi để dưa muối cho tụi nó nè. Hả? À. Còn đây thiếu nè.
đẹp luôn. Còn cái cà rốt đó rồi khoai tạo ra năm chục hộp không? Cái này là cái phòng của tôi nè. À, thì bữa nay chủ nhật đi phát cái chủ nhật nữa, tại vì thứ bảy chủ nhật mấy đứa nhỏ nó ở nhà, mình mới phát cơm cho tụi nó được. Còn mấy ngày kia tụi nó đi học. Thì bữa nay đi phát ở trong ở Sóc Thun, vừa phát vừa kể chuyện hồi chạy giặt ở Campuchia về. Hôm qua thì kể tới đoạn lên đi đâu thôi, rồi về tới Hồng Ngự. Thì đây là khi kể là không có kể theo cái chuỗi thời gian, nhớ tới đâu là kể tới đó thôi. Kể xen kẽ với chuyện đi phát cơm. Mình để nói về cái phần mà người Việt Kiều ở Campuchia. Thật ra nhiều người ta, chẳng hạn như tôi là tôi sanh ở Campuchia nè, thì coi như là Campuchia là đất nước của tôi luôn rồi. Nhưng mà không phải vậy các bạn. Người Việt mà sống ở Campuchia có đâu hồi thời trước thời Pháp đó, rồi sau đó là khi mà Pháp nó cai trị, Pháp nó đô hộ, thì ở Campuchia, người Campuchia ít có học chữ Pháp á, mà người Việt thì học chữ Pháp nhiều. Nên người Việt làm ở trong chính quyền của Campuchia khá đông dưới thời của vua Sihanouk. Số mà có học thì làm cho chính quyền, còn không thì dân thường thì người ta sống ta nghề, làm cái nghề. Mà đặc biệt là người Việt ở Campuchia là sống về nghề bắt cá là nhiều. Ở trong mấy cái khu, mấy cái tỉnh của vùng Chư Năng, vùng Cham, Bát Đà Bon, mấy cái tỉnh mà ở quen cái biển hồ á, mà cá biển hồ cá nhiều lắm. Nhiều người ta sống 3-4 đời ở trên đó rồi, nhưng mà chính phủ Campuchia
đối xử phân biệt, mà đời sống của người Việt ở Campuchia cái thời kỳ mà thịnh vượng nhất á, là dưới cái thời của vua Sihanouk. Rồi sau biến cố năm 70 là lật đổ tụi Phelanon, lật đổ Sihanouk á, là lúc đó là kéo theo một chuỗi sự kiện đau buồn cho cộng đồng người Việt ở Campuchia. Người Việt ở Campuchia lúc đó bị hà hiếp, bạc đãi và phân biệt đối xử dữ lắm. Và cũng nên nhắc lại là thời Sihanouk á, cộng đồng người Việt ở Campuchia là thiên về cộng sản nhiều lắm. Nhiều cái khu, nhiều khu dân cư của người Việt kiều Campuchia là sinh hoạt với cách mạng nhiều lắm. Kể cả mấy ông mà làm việc ở trong nhà nước của Cam cũng là mấy ông nằm vùng của Việt Cộng. Thì nói về cái vấn đề đó thì ở gần xóm tôi có ông đó là kêu tên là ông Tư Chuối. Sau